Thì đây sẽ là một cái clip rất là ngắn thôi, thì mình muốn thông báo là mình đã tìm ra được Dynamics của mình. Thì ngày hôm nay thì mình tới tận nơi mình bốc luôn, mình chịu không nổi nữa, mình không có để shop bốc nữa, bởi vì để mấy ông bốc nữa thì không biết chừng nào mới ra, rồi mình tốn bao nhiêu tiền nữa. Đây thì ừ đó, mua được con này thì tụi mình có được như vậy nè nha. Chúng ta sẽ có được như vậy: một bịch, ba bịch, bốn bịch, một cái bộ khung, không, ừ, một cái bộ những cái khớp và hai bàn tay, cái đế. Còn đây mới kinh dị nè, hai hộp này là hai hộp vũ khí giống như hôm bữa mình lôi ra rồi đó. Có nghĩa là hiện tại mình có tới là ba bộ vũ khí này và ba cái máy bay này, thì mình sẽ đăng bán bốn bộ, hai bộ này và hai bộ này mình sẽ đăng bán là những cái group Gunpla Gundam. Thì đây mình khui ra nè, mình lôi ra luôn cho mấy bạn coi nè, đây. Đó thì khui rồi thì cho nên là mình sẽ hôm nay cũng vậy nè, mấy bạn có thể thấy là hai cái kiếm nè. Thậm chí hồi nãy mình chưa có khui ra luôn, mình chưa có lấy ra luôn, mình chỉ là thọc tay vô mình bấm rách nó ra rồi đó, là mình biết được bên trong này là cái giống gì rồi. Thì nếu mà mình không nhầm thì mấy shop có thể trơn gian như vậy nè. Ngay cái góc này nè, nhấn xuống đủ á, thì mình sẽ thấy được cái bên trong của cái bóc đó là cái gì. Đó, rồi, ok. Bóc tè le. Thì mới được như đây. Đó, thông báo là kiếm được Dynamax rồi. Vậy là ok rồi. Mình sẽ hẹn mấy bạn trong cái clip ráp mấy con này sớm nhất có thể. Ok, bye.